Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thời tiết miền Bắc trong đêm nay và ngày mai nhìn chung cũng không khác biệt nhiều. Chủ yếu nằm sâu trong khối khí lạnh nên khu vực phổ biến là ít mưa. Nhiệt độ trong đêm nay chỉ từ 14 cho đến 17 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Sang ngày mai thì trời có nắng nhẹ, nhiệt độ trưa chiều dao động từ 21 cho tới 24 độ. Dự báo từ đêm mai khả năng bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc lại tiếp tục được bổ sung nên nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm thêm. Và thời tiết tại Yên Bái trong 24 giờ tới cũng không nằm ngoài xu thế trên. Trong đêm nay thì trời duy trì trạng thái không mưa, sáng sớm mai có sương mù nhẹ. Thời điểm này trời rét với mức nhiệt chỉ từ 15 cho đến 18 độ. Vùng cao trời rét đậm khi mà nền nhiệt vào khoảng từ 13 cho đến 15 độ. Bà con cần có biện pháp hợp lý để ủ ấm vật nuôi, che chắn cây trồng. Đến trưa chiều mai thì trời sẽ giảm mây hửng nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Cao nhất ngày là từ 23 cho đến 25 độ, vùng cao nhiệt độ là từ 20 cho đến 22 độ. Tại miền Trung thì nhiễu động trong đới gió đông đang dần suy yếu hoàn toàn. Khu vực chủ yếu do tác động đơn thuần của đới gió đông bắc nên mưa sẽ giảm hẳn. Ngoại trừ khu vực như là Thanh Hóa, Nghệ An trời ít mưa thì các khu vực khác mưa vẫn xảy ra lác đác trong ngày mai. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 21 cho đến 23 độ tại Thanh Hóa đến Nghệ An và từ 24 đến 26 độ tại khu vực Hà Tĩnh trở vào cho đến Quảng Ngãi. Phần còn lại từ Bình Định cho đến Bình Thuận nhiệt độ trong khoảng từ 26 cho đến 28 độ. Do sự suy yếu của nhiễu động, gió đông nên trong đêm nay và ngày mai mưa giảm nhanh xuống diện vài nơi tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Cùng với sự giảm mưa, nhiệt độ cũng có xu hướng tăng hơn, cao nhất ngày vào khoảng từ 27 cho đến 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 29 đến 32 độ tại Nam Bộ. Và cuối bản tin là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trong tỉnh Yên Bái đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 12, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ, mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng vùng cao trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 13 đến 15 độ. Khu vực phía Đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên, mây thay đổi đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ.